Bệnh u màng não thì có thể sử dụng cây xạ đen được hay không, và cách dùng cây xạ đen như thế nào để đạt hiệu quả hỗ trợ điều trị bệnh u màng não tốt nhất? Bạn Phương ở Thanh Hóa có hỏi: bố tôi năm nay 58 tuổi, bị u màng não, u lành, đã phẫu thuật tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và hiện nay khối u đã tái phát. Vậy có thể sử dụng bài thuốc kết hợp từ cây xạ đen để điều trị bệnh u màng não có được hay không? Và dùng cây xạ đen như thế nào để đạt hiệu quả điều trị bệnh cao nhất? Chào bạn, u màng não là một dạng khối u phát sinh ở màng não. Loại u này thì đa phần là u lành tính, hiếm thấy trường hợp nào là khối u ác tính. Do phát sinh ở màng não bên trong hộp sọ nên khó áp dụng các biện pháp như là phẫu thuật để điều trị khối u màng não, mà thường là dùng thuốc để điều trị bệnh. Trường hợp của bố bạn là khối u màng não lành tính thì khuyên bạn là nên dùng thuốc để điều trị bệnh. Bạn hãy kết hợp sử dụng cả Tây y và thuốc nam để điều trị bệnh bạn nhé. U màng não thì bạn có thể sử dụng cây xạ đen để điều trị thì sẽ rất là tốt. Như bạn đã biết thì cây xạ đen đã trải qua rất là nhiều công trình nghiên cứu khá kỹ lưỡng của các nhà khoa học và được khoa học công nhận về hỗ trợ điều trị bệnh ung thư khối u của cây xạ đen, trong đó có cả khối u màng não. Thực tế thì đã có rất là nhiều những bệnh nhân bị u màng não và chọn giải pháp dùng cây xạ đen để điều trị bệnh và mang lại hiệu quả rất là rõ rệt. Để hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân bị u màng não thì bạn nên sắc nước cây xạ đen kết hợp với các vị thuốc với liều lượng như sau: cây xạ đen 50g, cây bạch hoa xà thiệt thảo 40g và cây bán chi liên 20g. Các vị thuốc trên bạn đem rửa sạch rồi sắc với 1 lít rưỡi nước và uống thay nước trong ngày. Nếu như có sử dụng thuốc tây thì bạn nên cắt thời gian uống thuốc tây là 30 phút. Bạn kiên trì sử dụng khoảng thời gian từ 1 đến 2 tháng thì sẽ có chuyển biến rõ rệt. Một số thông tin tôi xin phép được chia sẻ đến với bạn.